Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ăn xôi mỗi ngày? Giới thiệu Xôi là một món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường được làm từ gạo nếp và kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau như đậu xanh, thịt, lạc, dừa và các loại gia vị. Xôi thường xuất hiện trong bữa sáng, các dịp lễ hội, cúng dỗ và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ăn xôi mỗi ngày? Việc tiêu thụ món ăn này hàng ngày có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống của chúng ta? Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về thành phần dinh dưỡng, lợi ích và rủi ro sức khỏe, cùng các yếu tố văn hóa và xã hội liên quan đến việc ăn xôi mỗi ngày. 1. Xôi là gì? Nguồn gốc và lịch sử. Xôi đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử ẩm thực Việt Nam, gắn liền với đời sống nông nghiệp và văn hóa dân gian. Món ăn này được làm chủ yếu từ gạo nếp, một loại gạo có hàm lượng amylopectin cao, tạo nên độ dẻo đặc trưng. Các loại xôi phổ biến. Xôi đậu xanh kết hợp gạo nếp với đậu xanh nấu chín, nấu chín, thường được ăn kèm với hành phi. Xôi lạc, đậu phộng, gạo nếp nấu cùng lạc, tạo hương vị béo ngậy. Xôi dừa, gạo nếp trộn với dừa nạo, có vị ngọt nhẹ. Xôi gấc, sử dụng quả gấc để tạo màu đỏ tự nhiên và cung cấp vitamin A. Xôi mặn, kết hợp với thịt, chả, lạp xưởng, trứng muối. 2. Thành phần dinh dưỡng của xôi. Carbohydrate, hàm lượng cao. Gạo nếp chứa khoảng 80% carbohydrate, chủ yếu là tinh bột. Chỉ số đường huyết cao, gạo nếp có chỉ số đường huyết cao hơn gạo tẻ, dễ gây tăng đường huyết nhanh chóng. Protein. Hàm lượng thấp, gạo nếp chứa khoảng 7% protein, thấp hơn so với các loại đậu. Nguồn protein thực vật, nếu xôi kết hợp với đậu xanh, lạc sẽ tăng hàm lượng protein. Chất béo. Thấp, gạo nếp ít chất béo, nhưng khi kết hợp với dừa, lạc thì sẽ tăng hàm lượng chất béo chất béo không bão hòa, từ lạc, dừa, tốt cho tim mạch. Vitamin và Vitamin B, gạo nếp cung cấp một số vitamin nhóm B như B1, B2. Khoáng chất, chứa manga, selen, magie. Vitamin A, có trong sôi gấp tốt cho mắt và da. Chất sơ Thấp, gạo nếp chứa ít chất sơ, cần bổ sung từ nguồn khác. Muối và đường Hàm lượng muối thấp, nếu không thêm gia vị mặn. Đường, Xôi ngọt có thể chứa đường bổ sung. 3. Lợi ích sức khỏe khi ăn xôi mỗi ngày. Cung cấp năng lượng. Năng lượng cao, các bò hydrat trong gạo nếp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Phù hợp cho người lao động nặng, giúp duy trì sức bền và sức mạnh. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Vitamin B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và chức năng hệ thần kinh. Vitamin A trong xôi gấc tốt cho thị lực và hệ miễn dịch. Khoáng chất, manga, selen giúp chống oxy hóa tăng cảm giác no, giảm thèm ăn, giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày, hỗ trợ giảm cụ vừa phải và kết hợp với chế độ ăn cân bằng, thỏa mãn vị giác, đa dạng hương vị, xôi có nhiều loại, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau, văn hóa ẩm thực, gắn kết xã hội và gia đình qua bữa ăn. 4. Nguy cơ và hạn chế khi ăn xôi mỗi ngày Hàm lượng carbohydrate cao Tăng đường huyết, dễ gây tăng đường huyết, không tốt cho người bị tiểu đường tăng cân và béo phì nếu tiêu thụ nhiều và không kiểm soát calo. Thiếu chất xơ. Táo bón do gạo nếp ít chất xơ, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột không cân bằng. Khó tiêu hóa. Dạ dày yếu, gạo nếp dẻo, khó tiêu hóa đối với người có vấn đề về dạ dày. Nguy cơ đầy hơi, khó chịu, đặc biệt khi ăn vào buổi tối. Thiếu đa dạng dinh dưỡng. Thiếu protein chất lượng cao, nếu không kết hợp với nguồn protein khác thiếu vitamin và khoáng chất khác như vitamin C, D, canxi, sắt. Hàm lượng hàm lượng chất béo cao, nếu ăn sôi mặn. Tăng cholesterol từ thịt mỡ, lạp xưởng, trứng muối. Nguy cơ bệnh tim mạch nếu tiêu thụ chất béo bão hòa nhiều. Nguy cơ dị ứng. Dị ứng thực phẩm, một số người có thể dị ứng với gạo nếp hoặc các thành phần kèm theo như lạc, dừa. 5. Tác động đến sức khỏe dài hạn. Hệ tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa táo bón, đầy hơi, khó tiêu. Viêm dạ dày nếu tiêu thụ nhiều và liên tục. Hệ nội tiết. Tiểu đường loại 2 tăng nguy cơ nếu tiêu thụ nhiều các tinh chế. Hệ tim mạch. Tăng cholesterol do chất béo bão hòa từ sôi mặn. Nguy cơ bệnh tim mạch nếu không kiểm soát chế độ ăn và lối sống. Cân nặng. Tăng cân và béo phì dễ dẫn đến thừa calo nếu không kiểm soát khẩu phần. 6. Yếu tố văn hóa và xã hội văn hóa ẩm thực. Xôi trong đời sống hàng ngày là món ăn truyền thống, gắn liền với các lễ hội, cúng dỗ. Gắn kết cộng đồng thường được chia sẻ trong gia đình, họp mặt. Kinh tế, chi phí thấp là lựa chọn kinh tế cho nhiều người. Hỗ trợ ngành nông nghiệp, tiêu thụ gạo nếp, lạc, đậu xanh. Môi trường, sản xuất gạo nếp, đòi hỏi nhiều nước và đất đai. Giác thải sinh học, lá chuối, lá rong dùng để gói xôi, thân thiện với môi trường. 7. Lời khuyên khi ăn sôi mỗi ngày. Kiểm soát khẩu phần. Ăn vừa đủ, tránh ăn quá nhiều gây thừa calo. Chia nhỏ bữa ăn, nếu cần, chia sôi thành phần ăn nhẹ trong ngày. Kết hợp với thực phẩm khác. Bổ sung rau củ, tăng chất xơ và vitamin. Kết hợp protein chất lượng như thịt nạc, trứng, đậu phụ. Chọn loại sôi lành mạnh. Sôi đậu xanh, sôi lạc, bổ sung protein và chất béo tốt. Hạn chế sôi mặn. Giảm lượng chất béo bão hòa và muối. Thời gian ăn phù hợp. Ăn vào buổi sáng, giúp cung cấp năng lượng cho ngày dài. Tránh ăn buổi tối để không ảnh hưởng đến tiêu hóa và giấc ngủ. Lựa chọn nguyên liệu chất lượng. Gạo nếp sạch, không chứa chất bảo quản. Nguyên liệu tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 8. Kết luận. Việc ăn xôi mỗi ngày có thể mang lại sự thỏa mãn về vị giác và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Món ăn này giàu carbohydrate một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt là khi kết hợp với các nguyên liệu như đậu xanh, lạc, gấc. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến khẩu phần và cách kết hợp thực phẩm, việc tiêu thụ xôi hàng ngày có thể dẫn đến một số rủi ro sức khỏe như tăng đường huyết, tăng cân, rối loạn tiêu hóa và các vấn đề về tim mạch. Để tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu rủi ro, chúng ta nên kiểm soát khẩu phần, ăn vừa đủ, tránh thừa calo. Chọn loại xôi lành mạnh, ưu tiên xôi đậu xanh, xôi lạc, xôi gấc. Kết hợp với thực phẩm khác, bổ sung rau củ, protein chất lượng cao. Thời gian ăn phù hợp, nên ăn vào buổi sáng hoặc trưa. Lựa chọn nguyên liệu chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cuối cùng, việc ăn xôi mỗi ngày có thể phù hợp với một số người nếu họ biết cách điều chỉnh và cân bằng chế độ ăn uống. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, chúng ta nên áp dụng một chế độ ăn đa dạng, kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.